Sau đây xin giới thiệu cái model máy lọc nước ion kiềm Panasonic chính hãng mới nhất tại thị trường Việt Nam, model AS500. Sau khi lắp đặt xong thì tiến hành hướng dẫn cho khách hàng. AS500 có 3 tấm điện cực và có 5 chế độ nước. Các chế độ nước như là nước axit nhẹ, nước trung tính và 3 mức nước kiềm để sử dụng. Mức 1 tương ứng pH 8.5, mức 2 là 9. Và mức 3 tương ứng pH 9.5. Chúng ta sẽ sử dụng các 3 mức kiềm này. Mức 1 sẽ uống trong vòng 1 tuần đầu tiên, mức 2 uống trong tuần tiếp theo và mức 3 uống tuần tiếp theo nữa, và sẽ duy trì ổn định ở mức 3 là mức 9.5. Hiện tại là Panasonic đang chạy chương trình có tặng một bộ tiền lọc UF3 cấp chính hãng. Bác nào có nhu cầu xin để lại comment ạ.